Chào các pioneer, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hãy tưởng tượng điều này, bạn đang ngồi lướt điện thoại và đột nhiên thấy cộng đồng p Network đang rộn ràng khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào bạn nhìn, mọi người đều đang nói chuyện, suy đoán và thì thầm về khả năng Pi Network được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Nó như một làn sóng phấn khích lan tỏa khắp cộng đồng. Mọi người đang nhắc đến những cái tên lớn như Binance, Coinbase, OKX và thậm chí cả Bibit. Các nền tảng có thể sẽ niêm yết Pi. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi, Pi Network, loại tiền điện tử mà tất cả chúng ta đã khai thác. Có thể sớm xuất hiện trên những sàn giao dịch lớn nhất trong thế giới tiền điện tử và thành thật mà nói, làm sao chúng ta có thể không hào hứng cho được. Pi Network đã trải qua một chặng đường dài. Tôi sẽ không kể lại lịch sử cho bạn, bạn đã biết câu chuyện rồi. Được ra mắt vào năm 2019, thì Network đã là một sự thay đổi lớn, cho phép những người như bạn và tôi khai thác tiền điện tử ngay từ điện thoại của mình, không cần thiết bị phức tạp. Không cần thuật ngữ đau đầu, chỉ cần một cú chạm đơn giản và bạn đã tham gia cuộc chơi. Đó là lý do tại sao khả năng nó được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn là một điều quan trọng. Một ngày nào đó, bạn đăng nhập vào sàn giao dịch yêu thích của mình và ngay cạnh Bitcoin và Ethereum là Pi, nghe có vẻ không thực đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào khả năng đầy hấp dẫn này và điều đó có thể mang lại gì cho chúng ta những người tiên phong của pi nhưng trước tiên tôi phải hỏi bạn bạn nghĩ giá trị của pi sẽ là bao nhiêu nếu nó được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình luận bên dưới và chúng ta cùng xem ai đoán đúng khi nó được niêm yết nếu bạn là người mới đừng quên xem các video trước đây của tôi để luôn cập nhật những phát triển mới nhất của Pi Network. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều gì đang xảy ra đâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Hãy tưởng tượng một ngày bạn mở sàn giao dịch yêu thích của mình, dù là Binance hay Coinbase. Và ngay cạnh Bitcoin và Ethereum là Pi. Và cùng với đó là một làn sóng người dùng mới, nhiều sự chú ý hơn và tăng đáng kể về tính thanh khoản, nghe như một giấc mơ phải không? nhưng hãy tạm dừng một chút và suy nghĩ về điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với chúng ta những người tiên phong của pi việc niêm yết trên các sàn giao dịch lớn là một bước ngoặt không còn nghi ngờ gì nữa nó có thể mở ra cánh cửa cho nhiều người nhiều doanh nghiệp và nhiều trường hợp sử dụng thực tế hơn cho pi đột nhiên đồng tiền kỹ thuật số mà bạn đã khai thác một cách âm thầm của mình trở thành một thứ gì đó lớn hơn có ý nghĩa hơn và tất cả chúng ta đều biết điều đó có nghĩa là gì, nhiều tính thanh khoản hơn. Nhiều sự chú ý hơn, và có khả năng là một sự tăng giá trị đáng kể cho Pi. Bạn gần như có thể cảm nhận được sự mong đợi đúng không? Và đó không chỉ là sự thổi phồng. Có một sự lạc quan thực sự trong cộng đồng Pi. Mọi người đều đang dõi theo để chờ đợi thông báo lớn đó. Nó có thể đến vào cuối năm 2024 chăng? tất cả những gì chúng ta biết là việc ra mắt chính thức của Menepi chỉ còn hơn 3 tháng nữa. Và với nó, khả năng niêm yết trên các sàn giao dịch lớn đang trở nên hiện thực hơn mỗi ngày. Các cuộc thảo luận đang ngày càng nóng lên và chúng ta đều ở đây để chứng kiến nó xảy ra. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm tôi, không phải tất cả đều suôn sẻ từ đây. Tất nhiên, sự phấn khích là có thật, nhưng những thách thức cũng vậy. Đội ngũ Pi còn rất nhiều việc phải làm, mở rộng quy mô trong khi vẫn giữ cho mạng lưới an toàn và phi tập trung sẽ không dễ dàng và với sự phát triển nhanh chóng thách thức là duy trì cảm giác thân thiện với người dùng mà pi đã được biết đến chúng ta không muốn pi trở thành một nền tảng tiền điện tử phức tạp nó phải giữ vững được giá trị cốt lõi đơn giản dễ tiếp cận và mang lại phần thưởng cho tất cả mọi người và nhân tiện hãy nói về tương lai ý tôi là làm sao có thể không nói khi pi được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn tương lai có thể rất lớn pi có thể trở thành một trong những đồng tiền kỹ thuật số dễ nhận biết nhất ngoài kia các tính năng mới ứng dụng mới và các trường hợp sử dụng mới có thể khiến nó trở nên nhiều hơn chỉ là một loại tiền điện tử nó có thể trở thành một công cụ thiết yếu cho hàng triệu người trên khắp thế giới và đó là điều làm cho pi khác biệt không chỉ đơn thuần là xây dựng một loại tiền điện tử mà là xây dựng một nền kinh tế số hoạt động cho tất cả mọi người không chỉ dành cho những người am hiểu về tiền điện tử nhưng điều này sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm đội ngũ p network sẽ cần phải tiếp tục đổi mới xây dựng và thích nghi để đảm bảo pi luôn có ý nghĩa và cạnh tranh đối với chúng ta những người tiên phong từ thuở ban đầu điều này đồng nghĩa với việc phải duy trì kết nối luôn cập nhật thông tin và chủ động tham gia vào hành trình này dù là tham gia tích cực vào cộng đồng, theo dõi những bước tiến mới nhất của Pi hay đơn giản chỉ là nhấn nút mỗi ngày. Mỗi hành động của chúng ta đều góp phần đảm bảo rằng Pi sẽ đạt tới tiềm năng tối đa của nó. Chặng đường phía trước cần sự nỗ lực của tất cả. Chúng ta không chỉ chờ đợi mà còn đón nhận tương lai với sự phấn khích, kỳ vọng và niềm hy vọng tràn đầy, biết rằng điều vĩ đại đang ở phía trước. Pi Network đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho những bước đột phá trong thế giới tiền điện tử việc Pi được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn không còn là giấc mơ xa vời. Đó là một cột mốc hoàn toàn khả thi, mở ra cơ hội mới cho hàng triệu người đam mê Pi trên toàn cầu. Khả năng trước mắt là vô hạn và sự mong chờ đang ngày càng dâng cao. Khi Pi Network tiến gần hơn đến ngày ra mắt chính thức, sự hứng khởi chỉ càng tăng. Mỗi bản cập nhật, mỗi tin đồn về việc niêm yết trên sàn giao dịch đều là ngọn lửa tiếp thêm cho những suy đoán và kỳ vọng bùng nổ. Hãy tưởng tượng ngày Pi được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, Coinbase hoặc OKX, những tên tuổi lớn nhất trong ngành. Đó sẽ không chỉ là sự kiện một đồng tiền mới được giao dịch, mà còn là bước ngoặt đánh dấu Pi khẳng định vị thế trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn. Đó sẽ là khoảnh khắc khi Pi chính thức bước ra sân khấu toàn cầu, được công nhận và sánh vai cùng các gã khổng lồ đã định hình thế giới tiền điện tử. Một chương mới sẽ mở ra nơi Pi trở thành biểu tượng của tiềm năng và sức mạnh mới. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc niêm yết trên các sàn giao dịch. Chính cộng đồng mới là trái tim của tất cả những gì sắp tới. Sức mạnh thực sự của Pi Network xuất phát từ cộng đồng người dùng. Nhiệt huyết và gắn kết. Chừng nào các Pi owner vẫn tiếp tục hoạt động, hoàn thành KIC và đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới. Tương lai của Pi sẽ không có giới hạn hành trình này không chỉ xoay quanh việc ra đời một đồng tiền mới mà còn là sự thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về tiền tệ và thương mại toàn cầu pi đang tạo dựng một cuộc cách mạng tài chính kỹ thuật số nơi mọi người đều có thể tham gia và làm chủ vận mệnh của mình sự mong đợi về tương lai của pi đang tạo nên một làn sóng phấn khích chưa từng có trong thế giới tiền điện tử liệu giá trị của pi sẽ bùng nổ không các sàn giao dịch lớn sẽ niêm yết pi như dự đoán không đó là những câu hỏi mà mọi người đều đang nóng lòng muốn biết câu trả lời nhưng có một điều không thể phủ nhận chặng đường đã qua thực sự xứng đáng và sự hào hứng chỉ ngày càng tăng lên đối với nhiều người việc chờ đợi không còn là một gánh nặng mà chính là một phần của cuộc hành trình đầy thú vị biến cuộc phiêu lưu với p network trở nên độc đáo và đáng nhớ hơn bao giờ hết mỗi ngày trôi qua chúng ta lại tiến thêm một bước đến khoảnh khắc pi đạt được toàn bộ tiềm năng của nó vì vậy, những người đam mê Pi, hãy giữ vững niềm tin, tiếp tục tham gia và luôn nhìn về tương lai. Biết đâu, trong lần tới khi bạn đăng nhập vào một sàn giao dịch lớn, Pi sẽ xuất hiện hiên ngang bên cạnh những cái tên khổng lồ như Bitcoin, Ethereum. Đây mới chỉ là khởi đầu và cùng nhau. Chúng ta có thể mong chờ một tương lai nơi Pi Network sẽ đánh dấu bước ngoặt, trở thành lực lượng cách mạng thực sự trong thế giới tài chính kỹ thuật số. Thật là một viễn cảnh đầy phấn khích. Việc Pi Network được niêm yết trên những sàn giao dịch lớn có thể trở thành bước ngoặt quan trọng cho tất cả chúng ta. Những người tiên phong đã đồng hành từ những ngày đầu. Chúng ta đã trải qua một hành trình dài kể từ khi Pi ra mắt vào năm 2019. Và việc thấy Pi sánh vai cùng những đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum đang dần trở thành hiện thực mà ai cũng trông chờ. Từ khởi đầu khiêm tốn với việc khai thác đơn giản trên di động cho đến sự kỳ vọng về niêm yết trên các sàn giao dịch toàn cầu hành trình của pi thực sự là duy nhất và đáng nhớ và giờ tôi muốn nghe ý kiến của bạn bạn nghĩ giá trị của pi sẽ là bao nhiêu nếu nó được niêm yết trên những sàn giao dịch lớn hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình luận bên dưới ngoài ra nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ đóng góp hoặc câu hỏi nào về chủ đề này đừng ngần ngại chia sẻ chúng trong phần bình luận chúng ta cùng nhau thảo luận nhé đó là những gì tôi muốn chia sẻ hôm nay nếu bạn thấy video này hữu ích hãy like chia sẻ và đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật mới nào từ p network sự ủng hộ của bạn giúp chúng tôi tiếp tục mang đến cho bạn những cập nhật thú vị về p và những gì xảy ra sắp tới hãy cùng nhau lan tỏa để p network ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất cập nhật thông tin và giải trí không phải là lời khuyên đầu tư tài chính bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo